Lý Tử Thất được khen giống Bạch Thiển trong Tâm Sinh Tâm Thế vì sự hiếu thảo. Mới đây, Lý Tử Thất vừa đăng tải video quay lại khung cảnh quê hương tỉnh Tứ Xuyên khi mùa xuân về với các dãy núi phủ đầy sắc hồng của hoa đào. Nghe bà nói muốn đi chơi những nơi quen thuộc thuở còn trẻ, vì vậy cô chuẩn bị đồ đạc để cùng bà du xuân. Để chuẩn bị cho dịp đặc biệt này, cô đã làm các món chè, bánh để mang lên núi. Thậm chí, tiên nữ đồng quê còn tự mình may đồ cổ trang và trang sức, tất cả đều lấy ý tưởng từ hoa đào. Khung cảnh vườn đào đẹp nên thơ như lạc vào chốn thần tiên của Lý Tử Thất, nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Ai nấy đều khen lấy khen để, Tử Thất khéo tay vì bộ đồ cổ trang, trang sức cô tự làm tinh tế, không thua kém bất cứ hàng trang sức nổi tiếng nào. Cô cho biết, khó chịu phướng víu vì bộ đồ dài và rộng, liên tục phải dừng lại để vén mảnh vải cuốn dưới chân. Mặc được 30 phút, cô buộc cởi bỏ bộ đồ vì không thể để bà liên tục phải dừng lại đợi cô chỉnh váy áo. Chia sẻ của tiên nữ đồng quê khiến nhiều người cảm động về tấm lòng hiếu thuận của nữ vlogger. Tử Thất viết, mùa xuân thì nên bày trò làm điệu dưới tán hoa. Bày trò xong rồi, tôi sốt và chảy nước mũi trên đường về nhà, bà thì không sao. Đặc biệt, bối cảnh mỹ nhân uống rượu giữa vườn đào nở rộ còn khiến netizen nhớ đến Bạch Thiện của Dương Mịch trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Trong bộ phim truyền hình Đình Đám 2017 này, Bạch Thiện diện bộ váy dài màu trắng, một mình thả hồn uống rượu giữa vườn đào 10 dặm. Chính vì quá đẹp nên cảnh tượng này ghi lại dấu ấn không hề nhẹ với khán giả xem phim. Để hoàn thành video lần này, hai bà cháu Lý Tử Thất phải đi bộ qua các dãy núi giữa thời tiết lạnh giá. Năm ngoái, Lý Tử Thất thực hiện series về vòng đời của cây, từ lúc gieo trồng cho tới khi thu hoạch, chế biến như cây khoai môn, lúa mì, nho, cây tỏi nên chưa có thời gian quay video mới. Năm nay, cô chưa tiết lộ kế hoạch phát triển nội dung. Hiện trên thế giới, nhiều người thực hiện video về nấu ăn, cuộc sống thôn quê. Trên Sina hồi tháng 3, Tử Thất nói không lo ngại bị mất vị trí. Quay video đồng nội hay nấu ăn, làm nghề truyền thống là việc tốt, giúp nhiều người thấy được đồng quê đẹp như thế nào. Nếu chỉ có tôi làm, e rằng quá ít. Lý Tử Thất trải qua tuổi thơ khó khăn, cha mẹ mất sớm. Được biết, Lý Tử Thất rất yêu thương và hiếu thuận với bà của mình, người đã từng chăm sóc và nuôi nấng cô nên người. Do cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, sau đó cha cô bước thêm bước nữa, nhưng cũng mất sớm nên cô phải đành nương nhờ vào ông bà nội. Năm Lý Tử Thất 10 tuổi, ông của cô qua đời, gia đình mất đi trụ cột kinh tế. Để có từng bữa ăn cho hai bà cháu, bà nội cô ngày ngày phải lên xin hội phụ nữ của thôn. Năm 2016, cô bắt đầu làm video về cuộc sống thôn quê, ẩm thực. Đến nay, Tử Thất có hơn 100 triệu fan trên thế giới. Thành công từ việc làm video ẩm thực giúp cô có thu nhập vượt 50 triệu nhân dân tệ, 7 triệu USD mỗi năm. Hồi tháng 2, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận cô là người sáng tạo nội dung tiếng Hoa có nhiều người theo dõi nhất. Mỗi sản phẩm của Lý Tử Thất trên kênh YouTube thu hút hàng chục triệu lượt xem. Một số video sở hữu lượt view khủng như đậu phộng, hạt hướng dương, kẹo hồ lô, khô bò, kẹo bông tuyết, thức ăn vặt cho Tết Nguyên Đán đạt hơn 82 triệu lượt xem. Hai clip mỹ nhân 9X chế biến thức ăn từ quả hồng ngọt cũng có gần 60 triệu lượt xem. Tuy nhiên, Lý Tử Thất cũng vướng một số tranh cãi xoay quanh video của mình. Gần đây nhất, cô hướng gạch đá việc tiếp tập cuối của series Sự Sống, Vòng Đời của Củ Cải Trắng ghi lại quá trình làm kim chi nhưng gắn thẻ ẩm thực Trung Hoa. Nhiều dân mạng Hàn Quốc phẫn nộ và công kích Lý Tử Thất ngay bên dưới video. Cô không lên tiếng phản hồi trước vụ việc này.